Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh của Han. Chắc hẳn mọi người đã từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một cái mock-up phù hợp, ví dụ như không thể tìm được một cái dáng hộp mà mình mong muốn. Vì vậy, trong video này mình sẽ chia sẻ lại với mọi người cách để mình có thể tự tạo ra một cái mock-up. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. Với những bạn có theo dõi mình từ trước thì mình có làm một cái video về việc đó là mockup là gì, cách để có thể tải mockup và sử dụng mockup miễn phí. Mình còn gắn link ở phía trên này để mọi người có thể xem lại nếu cần. Và đây sẽ là phần 2 nói về việc đó là mình tự tạo ra một cái mockup như thế nào. Mình sẽ lấy hai ví dụ trong video này. Thứ nhất đó là tự tạo mockup lì xì ngày Tết. Và ví dụ thứ hai đó là cái hộp quà Tết mà mình có làm ở trong video trước. Trước khi đi vào thiết kế thì đừng quên like và subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những cái video mới nhất nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cần đi tìm một bức ảnh có cái form dáng bao lì xì mà mình mong muốn. Ví dụ như cái bức này mình thấy chất lượng hình ảnh cũng khá là tốt. Thế là mình sẽ sao chép bức ảnh và chuyển về Photoshop, nhấn tổ hợp phím Ctrl N. Và sau đấy thì nó sẽ gợi ý ra cho mình cái size kích thước ảnh mà mình vừa copy. Rồi, sau lúc này thì mình sẽ bắt đầu vẽ một cái hình chữ nhật bằng công cụ Rectangular Tool. Sau đó thì ở phần bảng Layer mình sẽ chuột phải và chọn Convert to Smart Object. Xong rồi thì mình sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl T, rồi chuột phải và chọn cho mình thao tác là Dissolve. Sau đó thì mình sẽ chỉ cần là co kéo từng cái góc hình chữ nhật này. Đó, nếu mà hơi khó nhìn thì mình sẽ giảm opacity xuống để có thể là căn cho nó vừa khít với cả cái dáng của bao lì xì. Rồi, xong thì mình sẽ chỉ cần nhấn Enter. Và lúc này thì mình đã dễ dàng có thể thay cái hình ảnh vào trong cái Smart Object này bằng cách là nhấn kích đúp vào cái biểu tượng hình Smart Object. Ngay lập tức là mình sẽ được chuyển sang một cái tab làm việc mới. Trong cái tab làm việc này các bạn sẽ chỉ cần là thả cái phần thiết kế của các bạn vào. Và sau đấy thì căn chỉnh và nhấn thêm tổ hợp phím Ctrl S hoặc là File và Save. Rồi quay trở lại cái bức ảnh gốc. Và mọi người sẽ thấy là cái phần thiết kế của chúng ta đã được apply lên trên cái mockup bao lì xì này rồi. Ngoài ra để cho chân thực hơn thì mình sẽ tạo thêm một cái layer để đảm bảo phần đổ bóng và highlight cho cái mockup này. Để có thể xác định được là chúng ta nên đánh bóng ở phía bên nào thì mọi người cứ chỉ cần dựa theo cái bức ảnh gốc. Và mọi người sẽ thấy là bên trái của cái bức ảnh này, cái lì xì nó sẽ có một cái độ tối hơn so với bên phải. Thì tương tự như thế, lúc này mình cũng sẽ tạo một cái layer và mình đổi chuyển chế độ để tạo phần shadow cho cái lì xì. Thì mình sẽ chọn là multiply. Mình sẽ sử dụng một cái brush có độ blur vừa phải và kích thước to to một chút. Mình sẽ chọn một cái phần màu xám hơi nhạt. Và lúc này thì mình sẽ chỉ cần là đánh bóng nhẹ ở cái phần bên trái của phần mockup để tạo cảm giác là nó hơi phồng lên một chút. Mình sẽ dùng một cái brush có một cái độ màu sáng một chút, ví dụ như trắng hơi màu kem. Và mình chỉ đánh nhẹ một xíu thôi để tạo cho cái phần mockup của mình có một cái độ hắt sáng vừa phải. Và tương tự mình sẽ làm tương tự những cái thao tác như vậy đối với cả hai cái bao lì xì còn lại. Ví dụ ở đây cái bao lì xì mà nó nằm ở phía bên dưới thì nó sẽ có một số các chi tiết bị che đi bởi cái phần hai cái lì xì ở nằm ở phía bên trên. Nên lúc này thì sau khi đã chuyển thành Smart Object thì mình sẽ sử dụng phần vùng chọn, mình khoanh cái phần vùng mà mình muốn cắt bỏ và tô màu đen cho cái phần vùng đó trong Layer Mask. Và mỗi một cái mockup bao lì xì thì thường sẽ có mặt trước và mặt sau. Thế nên là cái bao lì xì còn lại thì mình sẽ mô phỏng cái phần mặt sau của cái bao lì xì. Mọi người hình dung là mỗi một cái bao lì xì ở phần mặt sau nó sẽ có một cái tai, một cái nắp đậy đúng không? Thì tương tự như thế, lúc này mình cũng sẽ chuyển cái phần thiết kế này của mình vào trong phần Smart Object của mặt sau rồi đã. Xong xuôi thì mình sẽ vẽ một cái nắp tương ứng với cả mô phỏng của nó dạng như thế này chẳng hạn. Thì đối với cả cái nắp dạng này
thì mình sẽ dùng công cụ vẽ hình tròn và vẽ một cái nửa hình tròn nằm đè phía trên của layer thiết kế. Sau đó, để có thể mô phỏng được là cái nắp này nó hơi có một cái độ đồ bóng nhẹ một chút, mình sẽ nhân đôi cái phần hình layer này và chọn cái layer phía dưới, đẩy nó xuống một cái màu có độ saturation thấp hơn và tối hơn một chút. Và sau đấy thì mình sẽ dịch chuyển cho nó hơi nhô ra ở phía đằng dưới. Thì khi mà mọi người hình dung nhìn trên phía phần ảnh thật, nó sẽ có một cái cảm giác giống một cái nắp nó đang hơi hở ra, đồ bóng xuống phía bên dưới. Và đó là bước để mình có thể hoàn thiện được một cái mockup dạng bao lì xì, có một cái phong dáng hình ảnh đã có sẵn. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang làm một cái mockup cho phần hộp, mà nếu như trong cái hộp đấy nó có một số cái tạo hình khác biệt và không có trên những cái mockup bình thường. Đây là cái file mockup ban đầu mà mình sử dụng để có thể là lồng cái phần thiết kế của mình vào và dựng demo cho khách hàng hình dung là khi in ra hoặc là khi mà sản xuất thì nó sẽ ứng dụng và sử dụng như thế nào. Thì đối với cái hộp quà này thì mọi người sẽ thấy nó có một cái phần tai, mọi người có thể gập qua gập lại để có thể nhìn thấy nội dung. Để đảm bảo trong quá trình mà mình làm demo nhiều lần, mình không phải thiết kế đi thiết kế lại hoặc là transform quá nhiều lần, thì mình cũng sẽ áp dụng cái cách tương tự như lúc đầu, đó là vẽ một cái hình chữ nhật, sau đó thì mình convert to smart object và mình sẽ xoay theo hướng của dạng hộp mà mình đã thiết kế ban đầu. Nếu mà trong trường hợp mọi người không thể hình dung được là thiết kế của mình sẽ như thế nào hoặc là không hơi khó để mọi người có thể thiết kế ngay trực tiếp trên Photoshop, thì mình khuyến khích mọi người nên phác thảo trước ra trên giấy xem là cái cấu tạo và cái hình thức của cái hộp sẽ như thế nào. Sau đó thì mọi người mới chuyển vào trong Photoshop để bắt đầu vẽ cụ thể lên. Tới bước này là mình sẽ bắt đầu dùng pen tool để mô phỏng độ dày của phần nắp lập. Sau xuôi thì mình sẽ chỉ cần là thay cái phần thiết kế và hai cái phần mặt phía bên trên là xong. Và mọi người nên nhớ, mockup chỉ là một sản phẩm demo để client dễ dàng hình dung thiết kế khi đưa ra sản xuất sẽ như thế nào. Vì vậy, đừng quá đặt nặng việc phải đúng chính xác với kích thước so với thực tế, chỉ cần đúng về tỷ lệ và cân bằng sáng tối. Như vậy là chúng ta đã có một chiếc mockup hợp lý dùng cho việc tham khảo rồi. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video. Và nếu thấy video này có ích thì đừng quên like và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye!